quý vị. Quỹ vì chủ quyền biển đảo quê hương do Hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc vừa thành lập nhằm kêu gọi cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc đoàn kết, chung tay, chung sức cùng các chiến sĩ đang bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Phóng viên Bản tin Người Việt Nam Châu đã trao đổi với ông Trần Hải Linh, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc xung quanh hoạt động này. Xin chào ông Trần Hải Linh, trước hết xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa ông, việc thành lập quỹ vì chủ quyền biển đảo quê hương trong thời điểm hiện nay có ý nghĩa như thế nào? Quỹ vì chủ quyền biển đảo Việt Nam đầu tiên là được phát động bởi Hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc và sáng lập bởi Hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc, thì chúng tôi mong muốn rằng là quỹ đầu tiên là phát động được trong cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc và sau đó sẽ tiến dần đến là phối hợp với cả cộng đồng người Việt Nam ở các nước trên thế giới để làm những dự án lớn hơn cho cái sự việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Vâng, trong quá trình thành lập quỹ cũng như sử dụng quỹ sao cho hiệu quả nhất, hội đã gặp những trở ngại như thế nào thưa ông? Khó khăn thì thứ nhất là điều đầu tiên là khi gây dựng quỹ, không phải là tất cả cũng ai đều hiểu được là chủ quyền của Việt Nam chúng ta đang có như thế nào và biển đảo chúng ta có ra sao. Là những người được đi tham quan trực tiếp thì chúng tôi sẽ tiếp tục truyền tải, có những biện pháp khác nhau để tuyên truyền và truyền tải đến cộng đồng được rộng rãi hơn, để phát triển quỹ được mạnh mẽ hơn. Điều thứ hai, chúng tôi sẽ bàn bạc thêm với những cái nhà chuyên gia, những trí thức ở Việt Nam, ở tại Hàn Quốc cũng như là ở nước ngoài, để làm sao có những cái nghiên cứu mà sắc nó mang cái ý nghĩa thực tiễn nhất. Vậy thưa ông, về những dự án mà quỹ dự định sẽ thực hiện để giúp đỡ các chiến sĩ đang công tác và làm việc tại quần đảo Trường Sa, ông có thể chia sẻ một vài thông tin về những dự án đó? Dự án đầu tiên đó là dự án thuê nhà ở miễn phí cho con em của cán bộ chiến sĩ ở hiện đang công tác ở Hải quân Nhân dân Việt Nam và cũng như công tác tại Trường Sa và nhà giàn DK. Trong đó là những cái dự án chung cư này chúng tôi có thể phối hợp với cả các tập đoàn công ty ở tại Thành phố Hồ Chí Minh có những cái hỗ trợ riêng cho phần quỹ, để sau đó là có thể thuê được 2 căn hộ chung cư cao cấp, thì một căn hộ có thể sử dụng cho nam và một căn hộ sử dụng cho nữ. Và dự án tiếp theo đó là chúng tôi sử dụng những cái kiến thức chuyên môn trong ngành để chúng tôi có thể nghiên cứu những cái dự án về nuôi cấy rau xanh, nuôi trồng rau xanh và để phục vụ tại chỗ. Thì chúng tôi cũng đang nghiên cứu một cái máy có thể lọc trực tiếp từ độ ẩm không khí chuyển sang thành nước ngọt để phục vụ ít nhất là tối thiểu tại chỗ. Xin cảm ơn ông về những chia sẻ với chương trình. Xin chào ông. Được tổ chức mỗi năm một lần, lễ hội đa văn hóa Arirang là một trong những lễ hội được người dân di trú tại Hàn Quốc đón chờ nhất. Năm nay, được sự ủng hộ của chính quyền thành phố Changwon, Hàn Quốc, lễ hội đã diễn ra tưng bừng với sự hòa quyện của nhiều sắc màu văn hóa khác nhau. Tại đây, cộng đồng người Việt Nam cũng đã có dịp giao lưu và giới thiệu văn hóa truyền thống Việt Nam tới đông đảo bạn bè quốc tế. Công viên Jeonggi ở thành phố Changwon, Hàn Quốc, nơi diễn ra lễ hội đa văn hóa Arirang lần thứ 10. Ngay từ sáng sớm, gần 2.000 người dân di trú đang sinh sống và làm việc trên khắp xứ sở Kim Chi đã đổ về tham dự lễ hội. Gần 300 người Việt Nam đã tham gia diễu hành trong sắc áo cờ đỏ sao vàng và tà áo dài truyền thống với những cảm xúc riêng biệt. Lễ hội Arirang do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp với Ủy ban tổ chức lễ hội đa văn hóa Arirang thực hiện. Lễ hội năm nay có hơn 15 gian hàng đại diện cho 12 quốc gia. Gian hàng của Việt Nam hội tụ nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ đã thu hút nhiều khách tham quan, đặc biệt là các em nhỏ. Tại đây, bạn bè quốc tế còn bị chinh phục bởi ẩm thực Việt Nam với những món ăn đặc trưng như phở, cơm rang, chè Huế. Giao lưu cùng với rất là nhiều nước, thì chúng tôi ngoài cái việc giới thiệu ra thì chúng tôi giao lưu và học hỏi được rất là nhiều.
rằng là các chương trình của chúng tôi với cái sự nhiệt tình cũng như là với tấm lòng của các nghệ sĩ đến từ Việt Nam sẽ đem đến sự hài lòng cho khán giả tại liên hoan đa văn hóa lần này. Trong 12 quốc gia tham dự lễ hội đa văn hóa Arirang năm nay, Việt Nam được lựa chọn là tâm điểm với một không gian văn hóa phong phú, đậm bản sắc. Trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra nhiều chương trình phong phú, sôi động như chương trình âm nhạc Pop Asian Concert, cuộc thi ước mơ làm ca sĩ của người nước ngoài tại Hàn Quốc. Ngoài ra, lễ hội còn có một số chương trình tọa đàm, hội thảo, thu hút đầu tư và xúc tiến du lịch.